Điện tử Tài Phát xin thân mến, kính chào tất cả những khán giả đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Điện tử Tài Phát. Thì hôm nay bên Điện tử Tài Phát cũng vừa làm xong một số loại loa trép để sắp tới lắp ráp cho những chiếc thùng loa của khách hàng đã đặt. Thì với cũng một số lượng nhỏ thôi chứ cũng không có nhiều. Thì bên Tài vì cái nhân lực, cái người làm thì cũng rất là ít. Nhưng mà Tài cũng nhân tiện đây cũng chia sẻ và giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thì hy vọng là sau này Tài cũng sẽ làm được nhiều cái mặt hàng này để gửi đến những người tiêu dùng. Thì hôm nay Tài cũng xin phép được nói sơ lược qua về cái cặp trép này. Thì cái trép này thì Tài đặt tên nó là trép 450 Hỏa Tiễn. Là vì bên trong là sử dụng côn là 450 và bên ngoài thì sử dụng là hai từ. Và cái điều đặc biệt đó là cái họng còi này nè là sử dụng bằng họng còi bằng nhôm mọi người nha. Và nếu về riêng về cái phía mà chơi âm thanh đó, thì riêng mà những các bác mà đã gọi là sành về giới chơi âm thanh thì đã thừa hiểu rằng cái họng còi bằng nhôm này đó nó sẽ cho ra tiếng như thế nào và cái họng còi bằng nhựa thì nó sẽ cho ra tiếng như thế nào. Và có loại họng còi mà sợi thủy tinh nữa thì sẽ cho ra tiếng như thế nào. Thì đặc biệt cái họng còi bằng nhôm này thì đối với những các bác chơi âm thanh thì đã từng biết rồi. Thì Tài cũng sẽ không có nói nhiều và cũng sẽ không kêu ca nâng tăng bốc cái sản phẩm gì của mình ở trong cái video này cả. Thì Tài cũng đã nói chung những các bác mà chơi âm thanh thì các bác thừa biết cái họng còi bằng nhôm này nó sẽ như thế nào rồi. Thì bây giờ Tài cũng cái này thì đang gá ốc sơ vào đây thôi. Để bây giờ Tài sẽ mở ra và để cho mọi người biết, và ví dụ như sau này có sở hữu những cái đôi loa trép như thế này thì riêng với về phần Tài thì Tài làm thì dĩ nhiên mình phải còn ngừa đến vấn đề sau này ví dụ như lỡ có bị cháy cháy côn trép như thế nào thì mình vẫn có côn để cung cấp đến với người tiêu dùng để cho người tiêu dùng còn có thể thay thế lại được. Thì ở đây là Tài sử dụng loại côn rất là thông dụng giống như là của những chiếc trép 450 mà dạng là côn ngược. Có nghĩa là côn ngược là chúng ta sẽ tháo côn ở dưới đằng sau này và cái mũi nó sẽ phóng ngược về cái mũi của trép á, nó sẽ phóng ngược về phía trước, sau đó phía trước chúng ta mới gắn họng còi vào thì mới phát ra tiếng trép. Còn cái loại này thì cũng là côn 450 nhưng mà không có ngược. Thì bây giờ Tài sẽ tháo ra trước cho mọi người cùng xem. Thì đây là cái họng còi được đúc bằng nhôm mọi người nha. Đây. Bằng nhôm hoàn toàn. Đây nha. Rồi, thì Tài sẽ bỏ cái phần này sang một bên. Và để đây chính là cái côn mọi người nha. Thì ở đây có đánh dấu sẵn cái điểm màu đỏ là điểm cộng và bên đây là điểm trừ. Thì để gỡ cái phần này ra thì ở đây mọi người nhìn phía bên dưới sẽ có một con ốc nữa ha. Đây Tài sẽ gỡ tháo cái phần côn này ra cho mọi người cùng xem. Trước khi tháo cái này thì tay Tài sẽ dịnh ở trên cái mũi, cái đầu hỏa tiễn này. Và Tài sẽ tháo con ốc này ra. Đó. Đây. Đây chính là cái mũi hỏa tiễn mọi người nha. Thì cái mũi hỏa tiễn này cũng bằng nhôm luôn. Nha. Đây. Mũi hỏa tiễn này bằng nhôm luôn mọi người nha. Nói chung là mọi người thông cảm. Nói chung là Tài làm đêm nhiều quá, đâm ra hôm nay cũng khuya lắm rồi, nhưng mà cũng đưa một cái sản phẩm này lên, nhưng mà trong người thì đang cảm, đang bệnh, đang ho rất là nhiều. Mong mọi người trong trong video cũng thông cảm cho Tài nha. Thì đây là cái đầu hỏa tiễn này cũng bằng được làm bằng nhôm mọi người ha. Linh kiện này là bằng nhôm. Thì bây giờ Tài sẽ lấy cái phần côn này ra cho mọi người cùng xem nha. Đây. Đây chính là cái côn 450 sử dụng bằng phíp luôn mọi người ha. Đây. Mọi người thông cảm trời bằng buổi tối ánh sáng nó hơi hơi khó xem nha. Đó thì Tài sẽ có những cái loại côn này để thay thế sau khi ví dụ như mà chúng ta sử dụng bị lỡ mà cái dạng mà chúng ta để gây hú micro này nọ có bị cháy trép hay các thứ á thì
để chúng ta có thể có côn này để chúng ta thay thế. Thì cái phần này có nghĩa là bây giờ thì hiện tại là Tài chưa có đưa cái chất dầu chống cháy vào, thì cũng mới vừa làm xong thì hôm nay luôn quay luôn demo để giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thì loại loa trép này thì sau này rất dễ dàng sẽ được ráp sẵn vào bên trong hết. Thì sau này mọi người rất dễ dàng lắp ráp. Ví dụ như có thể mua loại loa vừa cũ trép và vừa hồng còi này được bắt liền với nhau về để dành riêng cho những các bác và các anh em thợ có nhà ý là tánh thích tự đóng loa đó, tự đóng loa thùng. Thì với cái hồng còi này thì rất là dễ dàng để cho chúng ta khoét lỗ, chúng ta đóng và chúng ta ráp ráp. Hoặc là có những người thích mua về để sử dụng, để rời ở bên ngoài, để rời ở bên ngoài để sử dụng. Thì ở đây thì lúc nãy trong đầu video Tài cũng đã có test cho mọi người nghe thử một đoạn, thì Tài cũng sử dụng qua bộ cảm. Đây ha, đây là cuộn cảm. Thì đây là cái bộ cảm trép hai audio. Thì thông thường những cái sản phẩm này thì Tài cũng đang cung cấp đến với những khán giả đã đặt hàng với Tài rồi. Thì bữa giờ trong vòng 15 ngày vừa qua, trong vòng nửa tháng vừa qua cũng đang cung cấp sản phẩm này đến tất cả với người tiêu dùng. Thì Tài cũng vừa giới thiệu với mọi người sơ lược qua cái phần này. Thì thôi bây giờ để Tài test lại một đoạn nữa cho mọi người cùng nghe thử nha. Thì Tài cũng đã giới thiệu sơ lược về hết những cái phần mà côn, rồi củ trép, hồng còi, rồi cái đầu hỏa tiễn thì Tài cũng đã giới thiệu rồi. Thì bây giờ Tài sẽ gắn vào trở lại để thử cho mọi người nghe nha. Đây. Và Tài sẽ đưa ra cái mức giá cho đôi loa trép này với giá là 1.250.000 mọi người nha. Tài xin nhắc lại 1.250.000. Rồi thì đến đây video của Tài cũng xin được kết thúc, và Tài sẽ hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin thân mến chào tất cả mọi người.